Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Kế sau ấy, xảy có việc này. Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tama, rất lịch sự. Amnon, con trai của David, thương nàng. Amnon mê mệt vì cớ Tama em gái mình, đến đổi thành bệnh. Vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Vả, Amnon có một bạn hữu tên là Jonadab, con trai của Shimea, là anh David. Người này rất quỷ quyệt. Jonadab nói cùng Amnon rằng: Hỡi vương tử, nhân sao một ngày một hao mòn như vậy? Vương tử sẽ thú thật với tôi chăng? Amnon đáp: Ta thương Tama, em gái của Absalom, là em trai ta. Jonadab nói cùng người rằng: Vương tử hãy nằm trên giường làm bộ đau, rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói rằng: Con xin cha cho Tama, em gái con, đến cho con ăn. Nó sẽ dọn món ăn trước mặt con. Con sẽ thấy nó làm và sẽ nhận lấy đồ ăn từ nơi tay nó. Vậy Amnon nằm làm bộ đau. Vua đến thăm thì Amnon nói cùng vua rằng: Con xin cha cho Tama đến đây làm hai cái bánh nhỏ tại trước mắt con. Con sẽ nhận lấy bánh ấy nơi tay nó. David sai người đến cùng Tama, bảo nàng rằng: Hãy đi đến nhà Amnon, anh con, và làm món chi để ăn. Tama đi đến nhà anh mình, người đang nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì, nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. Đoạn, nàng nhắc chảo nhỏ xuống và truốc bánh ra trong mâm. Nhưng Amnon từ chối không ăn, bèn nói rằng: Hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. Bây giờ Amnon nói cùng Tama rằng: Hãy bưng đồ ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy nó từ nơi tay em. Tama bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Amnon anh mình ở trong phòng. Nàng dâng bánh cho người ăn. Nhưng người vớ lấy nàng mà nói rằng: Em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. Nàng đáp với người rằng: Không được anh, chớ làm nhục tôi, vì trong Israel người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm sự ô hạnh này, tôi sẽ mang sự sỉ nhục tôi đi đâu, còn anh sẽ như một người ô danh trong Israel. Thà anh nói cùng vua thì hơn, vua chẳng cấm anh lấy tôi làm vợ. Nhưng Amnon không khứng nghe nàng, và vì người mạnh hơn, bèn gian hiếp nàng, nằm cùng nàng. Rồi đó Amnon lấy làm gớm ghét nàng quá, đến đổi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Amnon nói cùng nàng rằng: Hãy đứng dậy đi đi. Nàng đáp: Chớ đuổi tôi đi, mà làm cho tôi một sự quấy lớn hơn sự quấy anh đã làm rồi. Nhưng người không khứng nghe nàng, bèn gọi một đứa trẻ hầu hạ mà biểu rằng: Hãy đuổi đàn bà này ra khỏi trước mặt ta, rồi đóng cửa khóa chốt lại. Vả, nàng mặc một cái áo trong dài, vì các công chúa đều mặc áo như thế đang khi còn đồng trinh. Vậy, tôi tớ của Amnon đuổi nàng ra và đóng cửa lại. Tama bèn bỏ tro trên đầu mình, xé áo dài và bưng tay trên đầu, vừa đi vừa cất tiếng la. Absalom anh nàng hỏi nàng rằng: Có phải Amnon, anh của em đã nằm cùng em chăng? Thế thì hỡi em, hãy làm thinh, vì là anh của em, chớ lấy sự đó mà cực lòng quá. Như vậy, Tama ở riêng ra nơi nhà Absalom, anh nàng. Vua David hay được các điều đó bèn giận lắm. Absalom chẳng còn nói cùng Amnon một lời nào, hoặc lành hay dữ, vì người ghét Amnon, bởi Amnon đã gian hiếp Tama, em gái mình. Cách 2 năm sau,
đang lúc Absalom hớt lông chiên mình tại Ba Anh Hát So gần Ephraim, người mời hết thảy các vương tử. Absalom đến cùng vua mà thưa rằng: kẻ tôi tớ vua có những thợ hớt lông chiên nơi nhà, vậy xin vua cùng quần thần của vua đến nhà kẻ tôi tớ vua. Nhưng vua đáp cùng Absalom rằng: không được con, hết thảy chúng ta không đi đến nhà con, vì sẽ làm tổn phí cho con. Mặc dầu Absalom cố nài, David không chịu đi đến đó, nhưng David chúc phước cho người. Absalom bèn nói rằng: nếu vua không đến, xin cho phép Amnon anh tôi đến cùng chúng tôi. Vua đáp: cớ sao nó sẽ đi đến cùng con? Nhưng Absalom cố nài, đến đổi vua để cho Amnon và hết thảy vương tử đi với người. Vả, Absalom truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng: hãy ý tứ, xem khi lòng Amnon vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi hãy đánh Amnon, thì bây giờ hãy giết hắn đi, chớ sợ chi. Ấy chính ta dặn biểu các ngươi làm điều đó, khá can đảm tỏ mình ra mạnh bạo. Các tôi tớ Absalom xử Amnon y như người đã truyền cho họ. Bây giờ các vương tử đứng dậy, cởi lừa và chạy trốn. Đang khi các vương tử ở dọc đường, có tiếng thấu đến vua David rằng Absalom đã giết các vương tử rồi, không có một ai thoát khỏi. Vua đứng dậy, xé áo mình và nằm dưới đất. Hết thảy tôi tớ người đứng chầu gần bên, áo cũng xé rách. Nhưng Jonadab, con trai Shimea là anh David, cất tiếng nói rằng: xin chúa tôi chớ tưởng rằng các vương tử của chúa đã bị giết hết, vì chỉ một mình Amnon bị chết thôi. Ấy là việc Absalom đã định ý làm từ ngày Amnon gian hiếp Tama, em gái của người. Ấy vậy xin vua chúa tôi chớ tưởng rằng hết thảy vương tử đã chết, chỉ một mình Amnon chết đó thôi. Absalom đã chạy trốn. Kẻ tôi tớ đang ở vọng canh, ngước mắt lên, nhìn thấy một đoàn người đông lắm đi tới, do theo đường Tây về phía núi. Jonadab tâu cùng vua rằng: tôi thấy các vương tử đến, việc đã xảy ra y như tôi tớ vua đã nói. Người nói vừa dứt thì thấy các vương tử đến, họ đều cất tiếng lên khóc. Vua và hết thảy tôi tớ cũng đều tuôn tràn giọt lụy. Còn Absalom đã chạy trốn và ẩn tại nhà Thanh Mai, con trai Amihud, vua xứ Geshur. David để tang cho con trai mình luôn luôn. Absalom trốn tại xứ Geshur 3 năm. Đoạn, vua David bỏ không đuổi theo Absalom nữa, vì vua đã được giải buồn về sự chết của Amnon. Chương 14. Bây giờ Joab con trai của Seruya thấy lòng vua hướng về Absalom, thì sai đi tìm tại Thecoa một người đàn bà khôn khéo mà dặn nàng rằng: hãy làm bộ có tang, mặc áo chế, chớ sức dầu trên đầu nàng, song hãy có dáng một người đàn bà đã từ lâu ngày khóc một kẻ chết. Đoạn, hãy vào đền vua tâu cùng vua theo cách này. Joab bèn để trong miệng nàng các lời nàng phải nói. Vậy người đàn bà ở Thecoa đi đến cùng vua, sấp mình xuống đất mà lại rồi tâu rằng: lạy vua, xin hãy cứu tôi. Vua nói: ngươi muốn chi? Nàng thưa rằng: hỡi ôi, tôi quá bụa, chồng tôi đã chết. Kẻ đòi vua vốn có hai con trai, chúng nó đã đánh lộn với nhau ở ngoài đồng, và vì không ai can ra nên đứa này đánh đứa kia chết. Vì đó cả dòng họ đều dấy lên nghịch cùng con đòi của vua và nói rằng: hãy nộp cho chúng ta kẻ đã giết em mình, chúng ta muốn giết nó để báo thù em nó mà nó đã giết, và mặc dầu nó là kẻ kế nghiệp, chúng ta cũng sẽ diệt nó. Vậy chúng toan tắt đóm lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi hoặc danh hoặc dòng dõi gì trên mặt đất. Vua nói cùng người đàn bà rằng: hãy trở về nhà ngươi, ta sẽ truyền lệnh về việc ngươi. Người đàn bà Thecoa thưa cùng vua rằng: lạy vua chúa tôi, nguyện lỗi đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi, nguyện vua và ngôi vua không can dự đến. Vua tiếp: nếu có ai hăm dọa ngươi nữa,
hãy dẫn nó đến ta. Nó sẽ chẳng còn dám đụng đến ngươi đâu nữa. Nàng tiếp rằng, tôi cầu xin vua hãy chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm chứng rằng, kẻ báo thù huyết chớ làm hại tôi càng nặng hơn và giết con trai tôi. Vua đáp, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng, một sợi tóc sẽ chẳng rụng xuống khỏi đầu của con trai ngươi. Người đàn bà lại tiếp, xin cho phép con đòi vua còn tâu một lời cùng vua chúa tôi nữa. Vua đáp, hãy nói. Người đàn bà nói, vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội, vì vua không đòi về đứa con trai mà vua đã đày đi. Vì rốt lại, chúng ta là kẻ hay chết, giống như nước chảy trên đất không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, Ngài biết tìm cách thế, đặng không đẩy kẻ bị đày cách xa Ngài. Bây giờ, nếu tôi đến tâu cùng vua chúa tôi, ấy vì dân sự làm cho tôi run sợ. Con đòi vua có nghĩ rằng mình phải tâu cùng vua, có lẽ vua sẽ làm điều con đòi vua cầu xin. Phải, vua sẽ nghe con đòi vua mà giải cứu nó khỏi tay kẻ muốn diệt chúng tôi, là tôi và con trai tôi, khỏi sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Vậy, con đòi vua đã nghĩ rằng, chớ chi lời của vua chúa tôi ban cho chúng tôi sự an nghỉ, vì vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu sự lành và sự dữ. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua ở cùng vua. Vua nói tiếp cùng người đàn bà rằng, chớ giấu ta chi hết về điều ta sẽ hỏi ngươi. Người đàn bà thưa rằng, xin vua chúa tôi hãy hỏi. Vua hỏi, có phải Giô-áp đã đặt tay vào mọi điều đó chăng? Người đàn bà thưa rằng, vua chúa tôi ơi, tôi chỉ mạng sống của vua mà thề, người ta không thể xít qua bên hữu hoặc bên tả đặng khỏi điều vua chúa tôi mới nói đó. Phải, ấy là Giô-áp tôi tớ của vua đã truyền lệnh cho tôi và để các lời này trong miệng con đòi vua. Giô-áp tôi tớ của vua đã làm như vậy để làm cho việc này thành ra cách mới. Nhưng chúa tôi là khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trên đất. Vua bèn nói cùng Giô-áp rằng, vậy vì ngươi đã làm việc này, hãy đi đòi gã trai trẻ Absalom trở về. Giô-áp sấp mình xuống đất lại và chúc phước cho vua mà rằng, vua chúa tôi ơi, ngày nay tôi tớ vua biết rằng nó đã được ơn trước mặt vua, vì vua đã làm điều tôi tớ vua đã cầu xin ngài. Giô-áp bèn trỗi dậy đi đến Gê-su-rơ đem Absalom về Jerusalem. Vua bèn nói rằng, nó phải rút ở trong nhà nó, chớ ra mắt trước mặt ta. Ấy vậy, Absalom rút ở trong nhà mình, không ra mắt vua. Vả, trong cả Israel, chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan sắc mình như Absalom. Nơi mình người, từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vết gì hết. Mỗi năm, người hớt tóc mình vì nặng làm cho người bất tiện, thì tóc người cân được 200 siếc lơ theo cân của vua. Absalom sinh 3 con trai và 1 con gái tên là Tama. Nàng là người nữ rất lịch sự. Absalom ở tại Jerusalem trọn 2 năm không ra mắt vua. Kế đó, Absalom đòi Giô-áp đặng sai người đi đến cùng vua. Nhưng Giô-áp không chịu đến gần người. Absalom đòi người lại một lần thứ nhì, song Giô-áp lại từ chối không muốn đến. Absalom bèn nói cùng các tôi tớ mình rằng, hãy xem ruộng của Giô-áp là ruộng lúa mạch kia, ở gần bên ruộng ta. Hãy đi châm lửa vào ruộng ấy. Các tôi tớ của Absalom bèn châm lửa vào ruộng đó. Bây giờ Giô-áp đứng dậy đến cùng Absalom trong nhà người mà nói rằng, cớ sao các tôi tớ ngươi có châm lửa vào ruộng ta? Absalom nói với người rằng, hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến cùng vua đặng nói rằng, tôi đã ở Gê-su-rơ trở về làm chi? Thà tôi còn ở đó thì hơn. Vậy bây giờ, tôi muốn ra mắt vua. Ví bằng tôi có tội ác gì, xin vua hãy giết tôi đi. Vậy, Giô-áp đi đến vua, thuật lại các lời ấy. Vua bèn đòi Absalom đến. Người vào đền vua, sấp mình xuống trước mặt vua, và vua hôn Absalom.
Chương 10. Đức Chúa Giêsu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: người nam có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: vậy chứ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng: ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó. Nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giêsu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà rằng: sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước. Các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày,
Ngài sẽ sống lại. Bây giờ, Gia Cơ và Giăng, hai con trai CBD đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta, thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Gia Cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu người Na-sa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu Con Vua Đa-vít, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi, song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi Con Vua Đa-vít, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường. Thi Thiên 88. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt. Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến, là kẻ bị trút khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi. Chúa dùng các lượng sóng Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố không ra được, mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu. Tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày, các điều ấy vây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi.
Chúa khiến các bầu bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.